Trước quyết tâm của Valladolid đang cần điểm trụ hạng, Barcelona đã phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp kể từ khi lên ngôi vô địch Tây Ban Nha. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam ngày 24 tháng 5, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã diễn ra các trận đấu sớm vòng 36. Nhà tân vô địch của giải là Barcelona tới làm khách trên sân của câu lạc bộ Real Valladolid. Do đã hết mục tiêu và chỉ phải gặp đối thủ đang nằm trong nhóm xuống hạng, trận đấu này là cơ hội để huấn luyện viên Xavi thử nghiệm đội hình với các cầu thủ không thường xuyên được đá chính. Câu lạc bộ Barcelona ra sân thi đấu mà không còn nhiều mục tiêu thi đấu ở mùa giải này, trong khi đó đối thủ của họ là Real Valladolid đang cần điểm để trụ hạng. Với quyết tâm đó, đội chủ nhà Valladolid đã dồn lên tấn công và có được tới 2 bàn thắng sớm khi trận đấu chưa trôi qua được 25 phút. Những người lập công mang về các bàn thắng cho Real Valladolid lần lượt là Larin và một bàn phản lưới của Christensen. Trong thời gian còn lại của trận đấu, mỗi đội còn ghi được thêm một bàn thắng nữa và chung cuộc, Real Valladolid có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Barcelona. Đối với Barcelona, họ đã phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp kể từ khi lên ngôi vô địch Tây Ban Nha.